Xin chào anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Trên video anh em đang xem Đây là mẫu xe FPV cỡ lớn Mang thương hiệu Kia Đó là chiếc Kia Carnival Hiện tại mẫu xe Kia Carnival Có hai tùy chọn động cơ Đó là động cơ xăng 3.5 Thì chỉ có một phiên bản duy nhất thôi Và tùy chọn động cơ dầu Thì anh em có rất nhiều sự lựa chọn Chính sách bán hàng của hãng xe Kia Phân vùng thị trường Anh em lưu ý cho em vấn đề này Hiện tại bên em có hai cơ sở, cơ sở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ bán hàng trực tiếp cho anh em anh em nào mua xe đăng ký biển Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh thì anh em liên hệ với nhân viên bên em, em có để số điện thoại ở góc phía dưới bên trái màn hình. Chính sách bán hàng của mẫu xe Kia Carnival tại thời điểm tháng năm này đã có đôi chút thay đổi và có thêm một số những phiên bản mới. Và trong video ngày hôm nay em sẽ cập nhật cụ thể chi tiết chính sách bán hàng của từng phiên bản Kia Carnival để anh em nào đang quan tâm đến mẫu xe này anh em tham khảo và cân đối đưa ra quyết định mua xe cho phù hợp. Mời anh em cùng xem video. Em xin phép điểm qua một số những thông tin cơ bản về mẫu xe Kia Carnival để anh em nào tham khảo anh em nắm được. Mẫu xe Kia Carnival có hai tùy chọn động cơ. Động cơ xăng thì chỉ có một phiên bản duy nhất đó là chiếc Carnival 3.5 máy xăng bản Signature 7 chỗ và giá bán là 1 tỷ 759 triệu. Đối với tùy chọn động cơ dầu thì anh em sẽ có 3 phiên bản đó là chiếc Carnival 2.2 máy dầu Luxury và đối với phiên bản Luxury thì anh em sẽ có tùy chọn 8 chỗ và mới đây anh em có thêm một sự chọn nữa đó là 7 chỗ phiên bản thứ hai cho tùy chọn động cơ dầu đó là chiếc Carnival 2.2 máy dầu bản premium phiên bản này anh em cũng sẽ có hai tùy chọn đó là 7 chỗ và 8 chỗ và đối với phiên bản thứ ba đó là Kia Carnival 2.2 máy dầu signature và anh em sẽ có thêm một tùy chọn mới đó là không có cửa sổ trời và mới anh em cũng đến với chính sách bán hàng áp dụng chi tiết cho từng phiên bản Carnival. và tùy chọn đầu tiên em sẽ cập nhật cho anh em đó là tùy chọn động cơ dầu 2.2 Phiên bản đầu tiên em cập nhật cho anh em đó là chiếc Carnival 2.2 máy dầu bản Luxury. Em cập nhật cho anh em là phiên bản 8 chỗ, giá bán là 1 tỷ 189 triệu. Và đối với tùy chọn 7 chỗ, giá bán cũng là 1 tỷ 189 triệu. Anh em nhớ cho em ạ. Anh em nào mua xe đăng ký biển Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì bên em vẫn hỗ trợ giảm thêm đôi chút tiền mặt cũng như là tặng thêm phụ kiện cho anh em. Anh em quan tâm thì anh em liên hệ trực tiếp. Căn cứ vào giá bán 1 tỷ 189 triệu, giá xe ra biển số lăn bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em để anh em tham khảo như sau anh em ở hà nội sẽ là 1 tỷ 261 triệu các tỉnh áp 12% là 1 tỷ 341 triệu các tỉnh áp 10% là 1 tỷ 316 triệu và thành phố hồ chí minh sẽ là 1 tỷ 336 triệu giá xe ra biển số lăn bánh trên đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước anh em có thể nhìn trên màn hình chưa bao gồm bảo hiểm thân vỏ và những chi phí dịch vụ ngoài anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp phiên bản này Ngân hàng cho anh em vay tối đa lên đến 85% giá trị xe nếu anh em đứng tiền cá nhân, còn đứng tiền doanh nghiệp, công ty thì anh em chỉ vay được tối đa khoảng 70 cho đến 75% thôi. Và với gói vay 85% giá trị xe theo khách hàng cá nhân thì số tiền ban đầu thấp nhất anh em cần phải chuẩn bị như sau. Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 350 triệu, các tỉnh áp 12% là 331 triệu, các tỉnh áp 10% là 306 triệu và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 325 triệu vì anh em mua trả góp bắt buộc anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ và bảo hiểm thân vỏ của chiếc Carnival 2.2 máy dầu Luxury 8 chỗ là 14,2 triệu chi phí thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói và như vậy thì anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa 85% tương đương với số tiền là 1 tỷ 010 triệu trong thời gian vay tối đa 8 năm tối thiểu 3 năm với gói vay 8 năm thì gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 16,5 triệu trong đó thì gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 10,5 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 6 triệu dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo <laughs> phiên bản thứ hai em cập nhật chính sách bán hàng cho anh em đó là chiếc Carnival 2.2 máy dầu bản premium đối với phiên bản này thì anh em sẽ có hai tùy chọn đó là 7 chỗ và 8 chỗ đối với tùy chọn 8 chỗ thì giá bán cho anh em là 1 tỷ 279 triệu còn đối với tùy chọn 7 chỗ thì giá bán là 1 tỷ 319 triệu anh em nhớ cho bạn và em xin phép cập nhật giá xe ra biển số lăn bánh của Kia Carnival 2.2 máy dầu bản Premium 8 chỗ có nghĩa là căn cứ từ giá bán 1 tỷ 279 triệu giá xe ra biển số lăn bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em như sau anh em ở Hà Nội sẽ là 1 tỷ 464 triệu các tỉnh áp 12% là 1 tỷ 445 triệu các tỉnh áp 10% là 1 tỷ 417 triệu và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1 tỷ 437 triệu giá xe ra biển số lăn bánh trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản anh em có thể xem trên màn hình anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Carnival 2.2 máy dầu bản Premium 8 chỗ này, số tiền ban đầu thấp nhất anh em cần phải chuẩn bị như sau. Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 377 triệu, các tỉnh áp 12% là 357 triệu, các tỉnh áp 10% là 330 triệu và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 350 triệu. Ngoài ra thì anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thất vỏ, năm đầu tiên chỉ giá là 15,3 triệu cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Và như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là 1 tỷ 087 triệu trong thời gian vay tối đa 8 năm gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 17,8 triệu trong đó thì gốc chia đều là 11,3 triệu cùng với lãi suất tháng đầu tiên là 6,5 triệu dư nợ cũng sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo và đối với tùy chọn 7 chỗ cho phiên bản premium máy dầu 2.2 thì giá bán là 1 tỷ 319 triệu chênh nhau khoảng tầm 40 triệu so với tùy chọn 8 chỗ thì anh em cứ lấy giá xe ra biển số 5 bánh anh em cộng cho 40 triệu vào và anh em nào cần được bảng kê chi tiết cụ thể nhất thì anh em liên hệ với nhân viên bên em theo số thoại để góc phía dưới bên trái màn hình bên em sẽ tính cho anh em và mời anh em cùng đến với phiên bản thứ ba đó là chiếc Carnival 2.2 máy dầu bản Signature phiên bản này anh em sẽ có hai tùy chọn đó là Signature 7 chỗ và tùy chọn thứ hai là tùy chọn không có cửa sổ trời đối với tùy chọn không có cửa sổ trời giá bán cho anh em là 1 tỷ 359 triệu và đối với tùy chọn 7 chỗ có Kia Connect Lite thì giá bán là 1 tỷ 429 triệu và em xin phép tính cho anh em giá xe ra biển số lăn bánh của bản Carnival 2.2 mấy dầu signature 7 chỗ không có cửa sổ trời có nghĩa là từ giá bán 1 tỷ 359 triệu với giá bán 1 tỷ 359 triệu giá xe ra biển số lăn bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em như sau anh em ở Hà Nội sẽ là 1 tỷ 553 triệu các tỉnh áp 12% là 1 tỷ 533 triệu các tỉnh áp 10% là 1 tỷ 505 triệu và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1 tỷ 524 triệu. Giá sẽ ra biển số lăn bánh trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản anh em có thể xem lại trên màn hình giúp em. Và anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp thì số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị thấp nhất như sau. Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 398 triệu. Các tỉnh áp 1200 là 378 triệu. Các tỉnh áp 10% là 349 triệu. Và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 369 triệu. Ngoài ra thì anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ. Năm đầu tiên chỉ giá là 16,3 triệu. Cùng với dịch vụ đăng ký xe chuẩn gói. Như vậy thì anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là 1 tỷ 155 triệu. Trong thời gian vay tối đa 8 năm, gốc lại tháng đầu tiên, anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 18,9 triệu. Trong đó thì gốc chi đều cho hàng tháng trong 8 năm là 12 triệu. Cùng với lãi suất tháng đầu tiên là 6,9 triệu. Dư nợ cũng sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Và anh em nào lựa chọn tùy chọn Kia Carnival 7 chỗ Signature và có trang bị Kia Connect Line giá nguyên xe là 1 tỷ 429 triệu. Anh em nào thực sự quan tâm thì liên hệ với nhân viên bên em. Bên em sẽ gửi cho anh em cái bảng kê để anh em tham khảo. Và mời anh em cùng đến với tùy chọn thứ hai đó là Kia Carnival 3.5 máy xăng, phiên bản là phiên bản signature 7 chỗ, có trang bị Kia Connect Lite. Giá bán nguyên xe cho anh em là 1 tỷ 759 triệu. Anh em nào thực sự quan tâm đến phiên bản này thì anh em liên hệ với nhân viên bên em. Bên em sẽ gửi cho anh em cái bảng kê chi tiết lăn bánh cũng như là những thông tin trả góp để anh em tham khảo. Và anh em xin phép không cập nhật trong video. Như vậy trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng của các phiên bản Kia Carnival tại thời điểm tháng năm này và đã có một số những thông tin về chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp. Anh em nào mua xe tại thời điểm này và chờ đến có chính sách hỗ trợ giảm 50% thuế, anh em đi đăng ký thì lúc đó tùy vào phiên bản Kia Carnival, anh em sẽ tiết kiệm được khoảng từ 80 cho đến 90 triệu tùy từng phiên bản. Anh em nào quan tâm thì liên hệ với nhân viên bên em, bên em sẽ tư vấn giải đáp những thắc mắc cũng như là hỗ trợ anh em mua được giá xe tại thời điểm này sao cho phù hợp nhất cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo xin chào anh em